Wow, ok. Chào các con. Chào các con một lần nữa. Chào hai lần trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, đi qua cái này xem nào. Qua thời gian chúng ta sẽ thử lại cái đúc kết một lần nữa nhá. Vẫn phải thử. Bởi vì cô không thích cái gì mà nó cứ bỏ bỏ đấy. Nếu mà thật sự là không thể dùng được thì sẽ không dùng bao giờ luôn nha. Ok, rồi. What is the shape of the moon on the Mid-Autumn Festival? Night. Ok. It is the full moon, chứ không phải là trăng khuyết đâu. Ok, full moon trăng tròn. Không là ông Patrick Star ở đây nữa. Ok. Ui, bạn nào không viết lên trên bảng Clear, clear, clear. Ok. What can you wear on your face on Mid-Autumn Festival? Of course, a mask. Hả? Bạn nào đội drum ở mặt này? Crown này? A dress? Trời ơi, các con hoàn toàn có thể trả lời đúng câu này mà, đúng không? Okay, we wear a mask on our face. Okay, not a drum or a crown or a dress. Who is he? The moon man. Moon man? Moon man? Moon boy? Câu này hình như sai đáp án hay sao ấy. The moon boy. The moon boy, cô nghĩ nghe đúng hơn á. Okay, what does he have in his hand? Hand fan, cái quạt đúng không? Rồi. When it meets Autumn Festival. À, cô cần một bạn trả lời cô này. Huy trưởng đâu rồi? Khi nào thì có Tết Trung Thu? Tiếng Việt nhá. Nói bằng tiếng Việt thôi. Đố không biết. Huy trưởng, mở mic, mở mic. Có mở đâu con, đâu rồi? Không. Không mà. Ok, bạn Mi Nguyễn. Nguyễn không có. Đức Minh, Đức Minh, Đức Minh, Đức Minh, Đức Minh chơi kém. Nào thì có Tết Trung Thu của con. Dạ con thưa cô là quê giờ giờ 15 TH đây giờ. Tiếng Việt, cô hỏi tiếng Việt, cô không bắt hỏi tiếng Anh, không bắt nói tiếng Anh. Ngày bao nhiêu cô nghe là em giọng của con ngày... con nói bình thường đó cô xem nào. Trời ơi, Đức Minh ơi. Đúng rồi. Cảm ơn người ẩn tên không biết nhá. Ok. Ngày 15 dạ, cô. Âm lịch. Ok. Rồi. Vâng. Rồi sao cô? Sao cô? Cảm ơn con. Ok. Chị Hằng là The Moon Lady. Ok. What is it? A star lantern. Đèn ông sao. What shape is it? A star. Thôi. Cô không hiểu là các con làm như thế nào nữa vẫn sai. Dễ quá. Ok, a lantern. No, not a lantern, it's a drum. Ok, this is lion dance. Là múa lân. Ok, mình ăn gì? Bạn nào ăn pizza vào Tết Trung Thu đây? Bạn nào ăn bánh chưng đây? Bạn nào ăn gà đây? Ok, chúng ta sẽ ăn bánh Trung Thu nha. Mooncake. And I'm a beautiful lady, I live on the moon. Who am I? Ok, I am the moon lady. And last one, I live on the moon. Ok, không phải là moon, không phải moon man đâu, moon boy nhá. Ok, được rồi. Rồi, để thể theo ý nguyện của các bạn mà muốn chơi Blockit thì bây giờ cô sẽ thử lại. Những bạn nào lần trước chưa chơi được, cố gắng vào xem. Nếu mà lần này đa số không chơi được thì lần sau không chơi trò này nữa nhá. Ok, cô cần ý tưởng các bạn ở trong chat chúng ta nên chơi trò gì. Moon boy và moon lady đúng rồi. Cô thấy dễ chứ con không thấy dễ. Người bí ẩn. Bí ẩn quá, cô không biết bạn nào. Ok. Tower defense. Cà phê. Hack. Nhiều cà phê đấy nhở. Các con. Cà phê. Trò này sẽ phù hợp với các bạn gái hơn. Oh, quest, sugar chest.
Tower defense. Fishing frenzy. Ha. Classic, trời classic luôn. Đỡ phải chơi trò chơi. Go quest. Ok, host game nha. Time chúng ta sẽ chơi trong vòng 7 phút. Ok. Con buồn cười quá. Cô trò chơi classic bây giờ. Tower, à cô hiểu cái trò tower defense rồi. Không. Ok Wendy, được con ạ. Minh Toàn nhá. Minh Toàn, tower defense hơi nhiều. Cô trò chơi classic. Cho ai cũng chơi được. Khổ lắm. Ok, copy link vào đây đi nè. Rồi. Chọn ra nhiều trò vào, có trò chơi classic. Ý, cô vừa gửi link đấy, đừng khác vào đây, không mà trôi mất tin nhắn của cô mất. Này, các bạn nhấn vào link nhé. Đức Minh nhá. Đức Minh, con bảo chơi trò gì cơ? Cô chưa tìm thấy tin nhắn của con cơ ấy. No, please. Quyết định được thì phải quyết định cái dễ dàng nhất. Con không vào được, sao lại thế ạ con? Dự phòng họp là ai thế? Cho con bật mic ra thì sao hả con? Con muốn nói gì với cô? Gửi lại link nè. Còn nhấn gì vào đây nhiều quá. Sao con không vào nhờ? Tự phòng họp là bạn nè. Hả Huy Trường? Đây cô bật mic cho các bạn là dự phòng họp và bạn nào nói con gì đi con? Huyền cơ. Mà à, con là Khánh Huyền. Con, kiểu như là nếu mà không có cô trong cái này thì bọn con vào chơi được không cô? Không có con. Điều này á, thì những các con đều có thể tự tìm bài và lên trên này chơi một mình được mà. Còn cái này là mình chơi ở lớp thôi. Thì là cô là host. Các con có thể tự vào đây chơi một mình cũng được. Vào. Ok. Rồi, ông chùm trường à. Ok, bắt đầu đây. Con, cô bấm vô đó đi cô. Cô bấm vào cái gì? Cái untitled này á. Ảnh con. Được, vừa lưu ảnh vào đầu cô quên mất. Cô xem bạn bạn Tina gửi cái gì cho cô. We couldn't find a game that with that ID, please try again. 359867. Sao lại thế nhỉ? Tina nhỉ? Cô không biết luôn ý. Wow. Có thể thử chơi ở trên điện thoại. Rồi, cô bắt đầu rồi đấy. Chơi cái này như thế nào? Con đã chơi rồi đúng không? Con đang chơi rồi đúng không? Ok, next one. Ok. Rồi, tiếp theo. Ok.
elephants. These are. Okay, next. Okay, look at the leaderboard. This one. Activate focus mode. Con vào được nhưng không chơi được. Giỏi quá. Ok, next one. Pressing right. Nào trả lời sai câu này thì toang đấy nhá. Lắc quá. Oh, the answer is moon cake. Congratulations. Bye bye. Okay. No way. Who is this? Okay, it's the moon lady. Tất cả con đều trả lời đúng. Next. Lá quả. Chú cuội ngồi gốc cây gì? Ôi trời. Cái này chơi liều. Sao lại liều? Không thấy ảnh á? Trời ơi, sao lại thế hả con? Oh no. Hình ảnh là chúng ta có hình mặt trong nhá. Uầy. Thầy cô hơi sai lầm khi cho con chơi trò này. Ok, em nạ. Mình chỉ mình fan mai mai. Ok. Nghe chưa? Có thể nhìn vào màn hình của cô. Có thấy? Con có thể nhìn vào màn hình của cô đang share màn hình mà. Cô đang share mà đúng không? Thỏ ngọc là Jack Rabbit. Các con có thể nhìn màn hình của cô mà đúng không? Màn hình của cô có hiện câu hỏi đấy. Who is this? Okay, so it is the moon boy. Next. Hey. Rước đèn gì? Star-shaped lantern. And last one.
Last question coming up next. Okay, it is the Lantern Parade. Parade là diễu hành. Nhưng mà mình có thể dịch theo tiếng Việt. Không sao. Okay, congratulations. Lê Ngọc Ánh in the first place, Trần Minh Dung second, and lại là bạn này. Số 3. Okay. Rồi. Okay, các con thấy sao? Trò này sao? Trò này sao? Chơi khó không? Nào, bật mic cho các bạn nào. Ok. Ôi, trò này không có gì ạ. Cái hình cô. Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Chúng ta có thể làm gì ạ cô ạ? Nói chung là nhiều vấn đề đúng không? Ôi trời, trò này chơi vui lắm. Trò này chơi vui lắm. Thấy đa số các bạn có vui đâu. Chơi theo một số cái khác nó vui thôi. Nhưng nếu chơi theo cái kia lớn, nó chơi theo classic bình thường thôi thì nó cũng hơi chán luôn. Cô cũng thấy thế. Cô cũng thấy thế. Ok. Đừng còn nghe dễ quá. Cô còn nói nhiều người ra thì các bạn nghĩ cho cô. Cô càng nghĩ cho cảm thấy con tụt xuống gần luôn. Ok. Ok, cô hiểu, cô hiểu. Rồi. Cô sẽ cải thiện ở những buổi học tiếp theo. Có gì cô lại tìm ra những cái trò khác để chúng ta chơi thì sao nha. Ok, rồi hôm nay nhìn chung chúng ta sẽ học, chúng ta đã học về những cái festival như là Moon Festival và Diwali rồi. Vậy cũng là chủ nhật chúng ta sẽ học tiếp về những cái festival này. Ok, được rồi. 9 giờ hơn rồi, các con cũng phải đi ngủ và mai đi học chưa đúng không nào? Cô phải đi học cùng dặn cô rồi. Ta đi đi rồi. Okay, goodbye, see you on Sunday. Remember to join my class on Sunday, okay? Goodbye. Goodbye, teacher. Bye, sleep well. Bye. See ya on Sunday. Bye-bye. 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 And goodbye. Thì Phương tắt cho cô.